Cơ quan làng thơ xin kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay Cơ quan làng thơ xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị nha. Mình mới nhận cái gói hàng của gừng con tôm. Đây gói hàng gừng con tôm. Đó. Đây là địa chỉ nè các cô chú. Đó, các cô chú muốn mua thì lưu lại địa chỉ nha, có số điện thoại luôn. Nói chung ở đây người ta uy tín lắm, cái chỗ này nè. Rồi bán cũng rẻ nữa. Cái này là đại bạch hạc. Cái này là đại bạch hạc, một loài lan quý hiếm của gừng con tôm mà khó thần khó trồng, hoa bự đó, có mùi hương thơm. Rồi giờ mình sẽ khui nó ra các cô chú. Thì cái cây nó nhỏ nhỏ mà nhớ nó không bự, cái loại này nè, cái loại này cái cây nó nhỏ nhỏ nó không bự nhưng mà bông thì nó lại bự. Giờ mình sẽ khui nó ra cái đầu. Kéo cũng kéo cổ nè các cô chú, cắt không đứt luôn. Nó lục quá trời rồi, cái kéo kia của mình dài bỏ ra ngoài rồi mình không có lấy vô. Thì vừa rồi mình cũng có thần thử cũng lan của rừng con tâm cũng nhiều. Đó, hoàng thảo cái tâm ba sắc nè, mình thần cũng thành công rồi nè. Hoàng thảo hoạch đỏ đó, những loại lan khó trồng khó thần không đó, mình thần cũng thành công, mình có làm clip cho các cô chú anh chị mình xem đó. Giờ mình sẽ thần thêm một cái loại này nữa, đại bạch hạc đó, loại lan nằm trong sách quý hiếm nha đó, đi mấy ngày rồi mới tới đó, mấy ngày mới tới nhưng mà cây thấy cứ còn im nè, xanh là như vậy này là ok luôn nè. Cái loại này bây giờ nó nhỏ 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 này các chú, nó không có lớn đâu, loại lan là đại bạch hạc đó thì nó lớn nhất cũng tầm này nè. Này những cái nụ hoa nó là thui rồi các chú, mới đi mấy ngày hư luôn này, nhưng mà về nó có hoa mình cũng phải cắt bỏ thôi, mình không có che hoa được nè. Các chú thấy cái hoa nó không, nó bự rồi nè, cái này mùa hoa nó mà nó bự gì luôn nè, nhưng mà đi tới mình là nó hư hết rồi. À, lưỡi vàng nè, nhìn đẹp lắm, hoa đẹp lắm, nữa mình trồng rồi nó có bông mình sẽ cập nhật cho các chú anh chị xem nè. Cái lưỡi nè, bông to ghê không, cái là nó héo rồi đó, nó biết cái bông nó bự, bông quá trời luôn nè. Đây có những cái bông nó còn tươi tươi, rồi chút mình quay những cái bông tươi tươi cho các cô chú anh chị mình xem. Cái này nó vô mùa hoa nó nè, nó mà đi tới mình thì hoa của nó là nó điêu tàn luôn rồi. Lấy ra hết đi, lấy ra hết đi rồi giờ. Nói chung cái hàng gừng này nó vậy đó, nó gì là nó đẹp dữ lắm rồi đó, nó không có được mướt mượt mà như những cái hàng bình thần đâu. Gom cho gọn quay ra đẹp các cô chú ơi. Đây giờ mình sẽ cho các cô chú xem mặt bông đó nè, nó còn được mấy bông tươi tươi nè, hơi tươi tươi thôi đây. Đó, các cô chú thấy cái bông nó bự ghê hồn không, đây nè, đó là dập cho các cô chú anh chị mình thêm mình thử. Còn nó có cái mùi hương dễ chịu lắm. À, bông nó to gì nè các cô chú, thấy hết hồn của bông không nè, nó đẹp không đó, đại bạch hạc nha đó. Đó, các chú thấy cái bông hết biết không, các chú nhìn bàn tay mình nè, bông nó mà bung ra các cô chú tưởng tượng nổi đi, cái này chưa bung nè, bung ra nè, tưởng tượng không đó, nhìn màu cam cam đẹp không, cái lưỡi rồi đỏ đỏ nè, đó đỏ đỏ mà cam cam nhìn đẹp ghê không? Đó, biết cái bọng bự, cánh thì ở ngoài này trắng nè,
Rừng con tôm thì nó có nhiều cái mặt bông đẹp lắm các chú, nhiều loại lan, nhiều mặt bông đẹp lắm, những cái loại lan quý hiếm luôn mà. Thì cái loại này thì nữa mình sẽ làm cái clip mình cái cách trồng của nó như thế nào cho các cô chú anh chị em xem luôn. Ở đây nó dính vô một cái cục của lan trúc phật bà này các cô chú nè, nó còn dính vô cái cục lan trúc phật bà nữa nè, nó gần về còn dính. Các chú thấy cái bông hết bự và đẹp không? Cái này mà nó bung ra thì thôi luôn, nó biết cái bông nó là thân nhỏ nhỏ đó, nhầm cái lan các chú nghĩ là cái thân nó nhỏ nhưng mà cái bông nó nhỏ không có đâu, nhầm cái thân nó nhỏ xíu đó chú, ép cho nó mà bông bự đó, nó giống giống những cái loại lan hài vậy đó, cái thân nhỏ mà nó bự, còn nhầm cái cây lan bông bự cái cây thân bự chà bá vậy đó nhưng mà cái bông nhỏ xíu. Này là đại bạch hạc, bên đây cũng còn bông nữa nè, cái bông này nở chưa hết nhưng mà nó cũng đây nè, rụng luôn rồi. Thì cái loại này á, nói chung là nó khó thần khó trồng lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình thần mình xong mình sẽ cập nhật lên như những cái loại lan khác cho các cô chú anh chị mình xem đó. Thì mình những cái loại lan như hoàng thảo tam bảo sắc của con tôm nè đó. Nói chung mua hàng của con tôm nhiều cũng nhiều lắm, mình thần đa số thành công mình đều có làm clip cho các cô chú anh chị mình xem hết đó. Những cái nào thành công gì đó mình đưa lên hết cho các cô chú anh chị mình xem và cái cách thần cách trồng như thế nào đó. Mỗi một loại lan thì nó có cái đặc điểm cái cách trồng riêng chứ không phải là loại nào cũng phải trồng giữ ẩm hay là không giữ ẩm gì hết đó. Cái loại nào giữ ẩm thì mình nên giữ ẩm, còn loại nào không giữ ẩm thì mình không giữ ẩm. Loại nào ghép gỗ, loại nào trồng chậu tốt á thì mình cũng phải theo nó một chút. Ở đây còn lại sót lại hai cái nụ này nó màu vàng là chắc cái nụ này nó do vận chuyển nó làm sao nó hư hư làm sao á. Còn đây còn nụ màu xanh này các chú, ngón tay mình nè, cái nụ hết biết không? Đó. Giờ mình sẽ để cái nụ này luôn. Để thì nó mắc sức cái cây lan này nè, nhưng mình để cho nó nở cho chơi. Đây cũng có thằng về mua mà kệ nó, thì cái nhánh này mắc sức còn nhánh khác nó có thằng về nhỏ đó. Cái này sao nụ đi vàng tư không biết nữa, để coi thử sao cái này nó sắp hư rồi là làm sao đây không biết, mình để thử làm sao như thế nào, như có bông đó nè, nhìn đẹp cực kỳ không, bự. Mới nhận về các chú thấy không, nó còi cọc nó khô héo không, nhìn thấy nó lan nó không có mượt mà gì hết, loại lan gừng này hàng bóc gừng nó vậy, nó không phải được như mấy những loại lan thần mà nó mượt mà như mình muốn được. Nhưng mà nó cũng có lông lông giống giống như là hoàng thảo bạch đỏ vậy đó, mà nó cũng giống giống như là cái lan nhất đêm hồng, nhưng mà nó khác ở chỗ lan nhất đêm hồng là về cái lá của nó, cái lá của nó thì nó nhỏ hơn, lá nó nhỏ như lá tre vậy đó, nó dày hơn lá tre thôi. Còn lan nhất nhất đêm hồng thì cái lá nó bầu lớn hơn, cái thân nó to hơn. Này thì loại này thì thân nó nhỏ 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 vậy thôi nè. Cây này cây bự nè, nó chỉ tầm khoảng chừng gang tay, nó không có hơn được nữa. Thì cái này mình lấy về mình treo lên các cô chú, đừng để gì, mình treo lên đi rồi ngày mai mình xử lý, nói chung vòng 24 tiếng mình lấy dây mình luồn luồn đây nè, mình treo lên mà mình căng cũng dây á, mình treo lên gì nè, nó máng đại lên trong vòng 24 tiếng mình hả tứ tắm nó rồi rửa rồi cắt rễ gì đó rồi xử lý ngâm thuốc gì đó mình ngâm. Còn hiện tại giờ thì mình phan ha, tại vì nó đi tới mấy ngày từ ở tuốt ngoại về 3-4 ngày mới tới nè, bây giờ nếu mà mình đây mình nhúng nước nó cái là nó sợ nó sốc nhiệt cái là nó sẽ chết đó. Bóc trên gừng nó còn ba cái gì ở trên gừng nữa. Gâu rồng, nhìn giống gâu rồng quá, gâu rồng nhìn giống gâu rồng quá.
Đây là mầm gốc cũng chuẩn bị lên này các cô chú. Đây. Đó, mầm gốc nè, mầm bự hết biết luôn. Thì cái này mình ghép lên thì mình nghĩ là chắc mầm gốc nó bật. Mình xử lý mình ghép lên thì mầm gốc nó sẽ bật lên, nhưng mà để thuần cho nó ra rễ, nó cây phát triển tốt thì mình chỉ biết làm sao để khi nào mà mình thuần nó tốt, nó thành công là mình sẽ chia sẻ lại cho các cô chú anh chị cách thuần như thế nào. Đó, và mình sẽ làm những clip xong sẽ làm clip mình cái cách mình trồng đó. Rồi hôm nay kênh Mua Lan Thơ xin chia sẻ đến cho các cô chú anh chị mình một cái clip là mình nhận cái gói hàng đại bạch hạt của rừng con thâm. Các chú anh chị mến kênh Mua Lan Thơ hãy nhấn like, nhấn đăng ký, nhấn vào chuông và chia sẻ để tạo được kênh Mua Lan Thơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.